đây là cách sử dụng chung nhất, cơ bản nhất của câu bị động. Chúng ta sang phần 2 là form, là cách ký chuyển từ câu chủ động sang câu bị động. Thì một cái cấu trúc câu đơn giản nhất của chúng ta là SVO, đúng không? Trong đó S là chủ ngữ, V là động từ và O là tân ngữ. Thì khi mà chúng ta chuyển sang câu bị động thì tân ngữ bây giờ sẽ chuyển lên làm chủ ngữ. Sau đó động từ thì chúng ta sẽ chuyển về dạng to be cộng với phân từ 2. Phân từ 2 đây có thể là verb ed đúng không? Hoặc là động từ bất quy tắc. Cô viết là V2 đấy, tức là động từ bất quy tắc. Và tân ngữ bây giờ chủ ngữ ở câu trước thì sẽ là chuyển thành tân ngữ sau by. Cô viết mũi lấy ro cái mũi tên vào cho nào. Lát nữa thì chúng ta sẽ cùng xem từng thì một xem là nó sẽ chuyển như thế nào. Để những bạn nào mà học hơi chậm các bạn có thể nắm được. Để xin nhờ các em nhìn vào hình này cũng hình dung được đúng không? Chủ ngữ ở trong câu trước, trong câu chủ động thì sẽ chuyển thành tân ngữ này. Tân ngữ thì sẽ lên làm chủ ngữ. Động từ thì sẽ là chuyển thành dạng to be cộng với cả phân từ 2. To be ở đây nó sẽ chia theo thì của thì chữ trong câu gốc, đúng không? Ví dụ như câu gốc là thì hiện tại thì to be ở đây là hiện tại. Câu gốc là thì hoàn thành thì to be là hoàn thành. Câu gốc là tương lai thì to be sẽ là tương lai, đúng chưa? Chúng ta có một cái chú ý là trường hợp bỏ by. Nếu chủ ngữ là, chúng ta sẽ bỏ by nếu chủ ngữ là các cái đại từ bất định, ví dụ như là someone này, somebody, people, vân vân. Nó là các cái đại từ bất định, một ai đó, một người nào đó, đúng không? Hoặc là mọi người, vân vân. Thì chúng ta không cần phải nhắc lại by nữa. Trường hợp thứ hai, chúng ta sẽ bỏ by nếu như nó là các cái đại từ nhân xưng, ví dụ như là I, you, we, they, vân vân. Ở tiếng Anh hiện đại thì người ta sẽ không còn nói nhiều cái việc như là by me, by them, đúng không? By her, vân vân. Người ta sẽ không có nói nhiều cái cách như vậy nữa. Và chúng ta sau đây chúng ta sẽ vào từng thì một này. 2.1 là thì đơn giản nhất. Hiện tại đơn. Present simple. Công thức của present simple là S cộng V cộng O, đúng không? Trong đó nếu như là chủ ngữ là số nhiều thì động từ sẽ để nguyên thể. Nếu như chủ ngữ là số ít thì động từ sẽ phải thêm S này, ES này, đúng không? Hoặc là IES này, tùy theo là đuôi của động từ và phụ thuộc vào chủ ngữ thì chúng ta sẽ thêm các cái đuôi vào cho động từ. Nếu như mà chúng ta chuyển sang bị động thì chúng ta sẽ có chủ ngữ cộng với to be sẽ chia theo thì ở câu gốc, đúng không? Sẽ là
em thì hiện tại tôi biết chỉ hiện tại m is r cộng với phân tử 2 hoặc là động từ bất quy tắc, sau đó cộng với tân ngữ sau by, đúng chưa? Viết ra thì nó hơi lằng nhằng một chút, mà chúng ta lấy ví dụ thì sẽ nhìn rất là dễ. English is spoken in this class. Tiếng Anh được sử dụng ở trong lớp học này. Thì chúng ta thấy là động từ sẽ to be sẽ chia ở thì hiện tại. Sau đó động từ speak sẽ chuyển về dạng phân từ 2, đúng chưa? Thì số 2 đó là thì hiện tại tiếp diễn. Present continuous. Cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn đó là chủ ngữ này cộng với to be ở thì hiện tại, đúng không? Là em is are cộng với verb in, đúng không? Chủ ngữ cộng với to be cộng với verb in, và sau đó là cộng với tân ngữ. Thì khi chuyển sang bị động thì chúng ta sẽ có chủ ngữ cộng với động từ to be, giờ đây sẽ chia theo thì của câu gốc, tức là to be sẽ phải chia ở thì hiện tại tiếp diễn. To be chia hiện tại tiếp diễn vẫn là em này, is này, are này, cộng với being, đúng không? Đã nói đến thì tiếp diễn là phải có to be, in. Thì trên này là to be, đây là verb in, đây là verb in không? Sau đó mới cộng thêm verb ed hoặc là phân từ 2. Nếu như bạn nào mà có thắc mắc thì các em cứ stop cô luôn và các em hỏi luôn nhá. Ví dụ, các em thấy cô nói có nhanh quá không? Ví dụ, the house is being built. Ngôi nhà này đang được xây. Ngôi nhà đang được xây dựng. Ở đây chúng ta có là chia thì hiện tại tiếp diễn của to be là is being này, đúng chưa? Sau đó sẽ cộng với cả phân từ 2 là build. Chúng ta sang thì số 3, đó là thì quá khứ đơn. Past simple. Đây cũng là cơ hội để chúng ta ôn lại tất cả các thì luôn. Past simple thì chúng ta có chủ ngữ cộng với động từ ở dạng ed, đúng không? Hoặc là động từ bất quy tắc. Ở đây cô chỉ viết là ed thôi nhá. Chúng ta thấy là thì quá khứ thì với những động từ có quy tắc thì chúng ta sẽ thêm ed vào đằng sau động từ. Với những động từ mà bất quy tắc thì chúng ta sẽ biến đổi động từ theo công thức, đúng chưa? Hơn của to be đó là was hoặc là was hoặc là were, đúng chưa? Chia to be ở cùng thì với câu gốc rồi thì vẫn phải thêm phân từ 2, đúng không? Phân từ quá khứ. Sau đó là tân ngữ sau by. Ví dụ, the house was painted by my father. The house was painted by my father. Đây có to be chia ở thì quá khứ, đúng chưa? Cộng với cả phân từ 2. Đã nói đến bị động thì luôn sẽ phải có to be và phân từ 2. To be thì sẽ chia theo thì của giống như động từ ở trong câu chủ động.
Tiếp theo là thì quá khứ tiếp diễn. Continuous. Các bạn còn nhớ là thì quá khứ tiếp diễn khi nào sử dụng không? Không ạ. Công thức của nó đã, công thức của nó sẽ là chủ ngữ này, đã nói đến tiếp diễn. Đây, thì hiện tại tiếp diễn đúng không? Thì to be chia hiện tại và verb in. Thì quá khứ tiếp diễn thì to be chia ở quá khứ cộng verb in. To be ở quá khứ là was, were. Chúng ta lùi một thì. Chúng ta nhìn thấy cái câu này nhé. Chúng ta lùi nó xuống một thì. Đang từ hiện tại lùi về quá khứ. Thì lùi tất cả cái to be này về quá khứ là was và were đúng không? Và giữ nguyên cái phần còn lại là cộng với verb in. Chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn khi chúng ta muốn diễn tả đạt một hành động mà đang xảy ra trong quá khứ. Đúng chưa? Ví dụ này. Và nó sẽ thường đi kèm với cả thì quá khứ đơn. Ví dụ như là tôi đang nấu cơm thì điện thoại reo. Đúng không? Thì vậy cái hành động mà đang nấu cơm sẽ chia ở thì hiện tại thì quá khứ tiếp diễn, còn điện thoại reo thì sẽ chia ở thì quá khứ đơn, đúng không? Tức là một hành động đang xảy ra thì một hành động khác chen vào ấy. Thì cái hành động đang xảy ra thì chúng ta chia ở thì tiếp diễn và hành động chen vào thì chúng ta chia ở thì quá khứ đơn. Đó. Đã nói đến tiếp diễn chứng tỏ là nó phải đang xảy ra. Và khi mà chuyển sang bị động thì chúng ta có to be chia ở dạng quá khứ đơn. Cô xin lỗi, to be chia ở dạng quá khứ tiếp diễn đó là was, were cộng being đúng không? Đây, chúng ta cứ đối chiếu đúng cái cụm này, chuyển xuống. Áp cái công thức này vào với động từ to be thì có phải là was, were cộng being không? Sau đó phải cộng với phân từ hai. Và cộng với tân ngữ sau bài. Ví dụ. Vẫn lấy ví dụ câu trên nhé. The house was being painted by my father. Nhìn thì nó dài dòng thôi nhưng mà nó đều có công thức hết đúng không? Chúng ta cứ áp dụng công thức vào là ok. Sang thì tiếp này, hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành dùng để diễn đạt một hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại, hoặc là bắt đầu trong quá khứ nhưng ảnh hưởng của nó vẫn còn kéo dài đến hiện tại. Thì chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Nhớ nhá, bắt đầu trong quá khứ nhưng có ảnh hưởng đến hiện tại. Bắt đầu trong quá khứ nhưng kéo dài đến hiện tại. Thì dùng thì hiện tại hoàn thành. Công thức của nó là chủ ngữ cộng với have hoặc là has đúng không? Tùy theo chủ ngữ là số ít hay số nhiều thì cộng với have hoặc là has cộng với phân từ hai và cộng với tân ngữ. Khi chúng ta chuyển sang dạng bị động thì chúng ta sẽ phải chia to be ở dạng hiện tại hoàn thành đúng không? Chúng ta áp dụng cái công thức này xuống đối với to be thì chúng ta có là have cộng với hoặc là has dạng phân từ của to be đúng chưa? Dạng phân từ của to be là been đúng không? Sau đó vẫn phải cộng với phân từ hai hoặc là cộng với phân từ hai sau đó là tân ngữ sau by. Em thấy không? Cái công thức này, cái công thức này nó chính là của cái bên trên chúng ta áp xuống, chỉ là thay cái động từ đây bằng to be thì nó sẽ ra được cái cụm này. Và viết xong cấu trúc của to be xong thì chúng ta luôn luôn phải cộng với cả phân từ hai
đúng không? Từ nãy đến giờ luôn luôn là như vậy. Chúng ta có ví dụ như sau. The picture has been painted by my younger brother. Em trai của tôi đã vẽ bức tranh này, đúng không? Hoặc lại bức tranh này được vẽ bởi em trai của tôi. Has been painted. Thì chúng ta thấy là đây là cấu trúc ở thì hoàn thành của to be, đúng chưa? Và cộng với cả dạng phân từ hai của động từ gốc thì sẽ ra được cấu trúc của câu bị động. Bức tranh này không thể tự vẽ được, đúng không? Mà phải dịch là nó được vẽ bởi. Tiếp này, sang một thì nữa này. Quá khứ hoàn thành. Thì này chắc là ít bạn sử dụng, ít khi chúng ta sử dụng. Past perfect. Thì quá khứ hoàn thành được sử dụng để diễn tả một hành động mà xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Cô viết luôn vào đây nhá, để các em dễ hình dung. Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Ví dụ, à chưa ví dụ, nên chúng ta viết công thức đã. Hiện tại hoàn thành đâu? Đây, hiện tại hoàn thành đây. Muốn chuyển sang quá khứ hoàn thành thì chúng ta lùi cái cấu trúc này về xuống, về một thì, lùi xuống một thì, đúng không? Lùi xuống bằng cách là động từ have đang chia ở hiện tại thì chúng ta lùi nó về quá khứ và những phần còn lại giữ nguyên. Như vậy cấu trúc của thì quá khứ hoàn thành sẽ là chủ ngữ cộng với has, đúng không? Quá khứ của have vừa là has mà, cộng với phân từ 2 và tân ngữ, đúng chưa? Cứ lùi xuống một thì, hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành thì lùi xuống một thì. Hiện tại đơn và quá khứ đơn chúng ta lùi xuống một thì. Hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, lùi xuống một thì. Đó. Sau đây chúng ta sẽ phải chia to be ở thì quá khứ hoàn thành, đúng chưa em? Chia to be ở quá khứ hoàn thành. Như vậy áp dụng cái công thức này vào với to be sẽ có has cộng với been, đúng chưa? Has cộng been. Đây, áp cái này xuống, chuyển xuống thành happy này. Sau đó phải có phân từ 2 của động từ, đúng chưa? Cuối cùng là tân ngữ sau by. Ví dụ. Bức tranh đã bị phá hủy trước khi mà chúng tôi đến, đúng không? Như vậy chúng ta thấy cái cụm này này, nó là một hành động mà xảy ra trước hành động khác trong quá khứ. Nó xảy ra trước cái hành động mà chúng tôi đến, đúng không? Chúng tôi đến đã chia quá khứ rồi, mà cái này nó còn xảy ra trước cái hành động đó trong quá khứ, thì chúng ta sẽ chia ở thì hoàn thành, quá khứ hoàn thành. Tiếp chúng ta sẽ nhìn vào cấu trúc ở bên này. Thì đây là cấu trúc quá khứ hoàn thành của to be, đúng chưa? Còn đây sẽ là phân từ 2 của động từ. Đó là tất cả các thì hiện tại và quá khứ này. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang thì tương lai. Tương lai đơn. Công thức của tương lai đơn rất là dễ, đúng không? Cộng chủ ngữ cộng với will cộng với động từ ở dạng nguyên thể infinitive. Khi mà chuyển sang bị động thì chúng ta sẽ phải để nguyên cái cụm này áp vào với to be.
thì sẽ là will, dạng infinitive của to be chính là be đúng không? Will be. Sau đó cộng với phân từ hai của động từ và cộng với by. Ví dụ the house will be rebuilt next year. Cái ngôi nhà này không, nó không thể tự nó xây được mà nó phải là được xây đúng không? Thì chúng ta thấy đây là dạng tương lai của động từ to be đúng không? Và đây là phân từ quá khứ của động từ rebuild. Và thì cuối cùng mà chúng ta xem xét đến đó là thì tương lai gần, gọi là near future. Tương lai gần là để diễn đạt một hành động mà chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai, đã được lên kế hoạch từ trước, đúng không? Diễn đạt một hành động chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Và đã được lên kế hoạch. Ví dụ như em nói là ngày mai tôi sẽ đi Hồ Chí Minh chẳng hạn. Đây là câu ngoài lề đó nhé, để các em hình dung. Giữa hai câu là I will fly to Hồ Chí Minh City này. Và cái câu thứ hai là I'm going Hồ Chí Minh City. Thì ở trong cái câu thứ nhất này, khi mà em nói là tôi sẽ bay vào Sài Gòn, đúng không? Tức là cái quyết định nó mang tính nhất thời, thời điểm mà em có chưa có lên kế hoạch gì cả. Em chỉ nói là trong một cái tương lai xa chẳng hạn, đúng không? Và em cũng chưa có lên kế hoạch gì gì cả. Em chỉ nói là ở ngày mai, cô xin lỗi, chúng ta chỉ nói là tôi sẽ đi Sài Gòn, chưa biết là thời điểm nào này, trong tương lai cụ thể đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta nói là I'm going to Hồ Chí Minh City, nghĩa là em đã được lên kế hoạch từ trước đó rồi. Khi chúng ta nói ra cái câu này là chúng ta đã có sự lên kế hoạch rồi này, chúng ta đã mua vé máy bay rồi, chúng ta có lịch trình rồi, tất cả mọi thứ sẵn sàng rồi, và chắc chắn cái hành động đi Hồ Chí Minh của chúng ta sẽ không thay đổi nữa, thì chúng ta sẽ sử dụng thì tương lai gần đó. Quay trở lại công thức của thì tương lai gần, đó là chủ ngữ cộng với be đúng không, cộng với going to cộng với động từ nguyên thể và cộng với tân ngữ. Khi mà chúng ta chuyển sang dạng bị động thì chúng ta cũng chia to be theo đúng cái cấu trúc trên, chia to be theo đúng đúng cái cấu trúc này, b nguyên si xuống thay động từ đây thành to be đúng không, cộng với be going to cộng với gì nữa, cộng với be đúng không, đây be going to be, đây chúng ta áp cái công thức này vào với động từ to be thì là be going to và be đúng không. Chúng ta còn thiếu phân từ quá khứ cộng với tân ngữ sau by. Ví dụ a new house is going to be rebuilt. Đó. Thì đương nhiên khi mà áp áp vào câu thì cái be số 1 này các em phải chia, đúng không? Còn cái be số 2, còn cái be số 2 nó là động từ nguyên thể thì chúng ta để nguyên, còn chắc chắn cái be số 1 này các em phải chia theo chủ ngữ. Thì cụ thể ở đây chủ ngữ là a new house. Thì động từ to be thì các em phải để ở số ít đúng không? Còn cái to be số 2 này các em giữ nguyên, nó là dạng động từ nguyên thể. Và cuối cùng nó là phân từ quá khứ. Được chưa?
Trên đây là toàn bộ cái phần kiến thức về câu bị động. Có ai có câu hỏi ý kiến gì không? Cô vậy thì trong ví dụ ở tương lai gần trên thì ở bị thiếu I am going to fly ạ à, đúng không? Ừ, thật ra em muốn biết là I'm going to fly to cũng được. Đúng không? Nó bị thế thì nó bị kiểu lòng ngoằng vậy này. Hoặc là tại vì nó bị lòng ngoằng quá cho nên cô mới giản lược nó đi là chúng ta không cần phải nói là I'm going to fly to, đúng không? Hoặc là cái câu này chúng ta có hoàn toàn có thể viết là I'm flying to, đúng không? Các em biết là có một cái cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn đó là được cũng là để diễn đạt một hành động chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Là ý cô nhắc lại là muốn diễn đạt một hành động mà xảy ra trong tương lai mà chúng ta đã được lên kế hoạch rồi ấy, thì chúng ta có thể dùng thì tương lai gần hoặc là dùng thì hiện tại tiếp diễn, đúng không? Thì đây, okay, trong cái trường hợp này các em có thể nói là I'm flying to Ho Chi Minh City cũng được, hoàn toàn chính xác. Hoặc em nói là I'm going to Ho Chi Minh City, đúng không? Chứ còn thực ra trong thực tế người ta cũng ít khi nói là I'm going to fly to thì đúng là nó hơi lòng hoàng thật, người ta sẽ không nói như vậy. Tùy từng cái cấu trúc mà người ta sẽ sử dụng cái từ cho nó hợp lý. Còn nếu như mà chúng ta thêm cái fly to vào đây thì nó chỉ gọi như là nó chỉ là ngôn ngữ trên mặt grammar, đúng không? Trên mặt ngữ pháp thôi. Chứ còn trong văn nói, trong cái ngôn ngữ đời sống thì người ta sẽ không nói như thế. Sau đây cô sẽ gửi cho các em cái bài này nhé, để các em bỏ cái này đi cho các bạn đỡ hiểu lầm. Cô sẽ gửi cho các em cái này để các em tham khảo thêm. Sau đây chúng ta sẽ làm bài tập. Đây là bài tập trong sách giáo trình. Các em làm bài số 2 trước. Bài số 2 này yêu cầu chúng ta chia động từ trong ngoặc kép ở dạng thức phù hợp. Tức là gì? Có những câu mà chúng ta sẽ phải chia nó ở thì ở dạng bị động và có những câu thì chúng ta sẽ chia nó ở dạng chủ động. Không phải tất cả các động từ trong các câu từ 1 đến 5 đều chia ở dạng bị động đâu nhá, chúng ta phải đọc và xem xét. Các em là khoảng 2 phút sau đó chúng ta sẽ cùng chữa.
Chúng ta cùng chữa bài các em nhé. Trong câu số 1 này, tất cả những cái cuộc gọi này nó không thể tự setup được đúng không? Chúng ta phải chia nó ở dạng bị động. Câu này chúng ta sẽ chuyển nó thành một điều nữa là trong câu này không có dấu hiệu về thì đúng không? Chúng ta chia ở hiện tại. Và đây chúng ta sẽ chia là setup. Câu số 2, chúng ta thấy có mốc thời gian là những năm 60 đúng không? Thập kỷ 60, như vậy là cái câu này chúng ta sẽ phải chia ở thì quá khứ này. Một cái nữa là một cái trạm trái đất này nó không thể tự xây dựng được mà là phải do mà phải là được xây dựng. Như vậy chúng ta sẽ chia ở câu này là was built. Đúng không? Was built. Chắc là các em làm đúng hết, bài này dễ. Tiếp này, local area network, mạng mạng LAN ấy đúng không? Nó được định nghĩa là như vậy chúng ta phải chia bị động. Không có dấu hiệu về thì chia hiện tại is defined as. A transmission and switching system, hệ chuyển mạch này, mà nó cung cấp cái kết nối tốc độ cao đúng không, giữa các thiết bị vân vân, thì cái từ provide này chúng ta không cần phải chia bị động đúng chưa? Cái hệ thống này nó cung cấp, như vậy chúng ta không cần phải chia bị động. Provides, chia thì hiện tại thì phải chia theo chủ ngữ của nó là a transmission and switching system, ở đây là một chủ ngữ số ít thì chúng ta sẽ phải thêm s gì vào đằng sau cái động từ nguyên thể. Câu số 4, the local network usually divide, cái mạng local network gọi là mạng diện rộng mà thường được chia thành 3 phần đúng không? Thì nó phải là được chia thành, được phân tách thành. Thứ tự nó không phân tách. Chúng ta sẽ chia ở đây là is divided. Cô xin lỗi, cái local area network chúng ta dịch là mạng cục bộ. Còn cái wide area network thì mình dịch là mạng mạng diện rộng. Cái local network này dịch là mạng cục bộ. Câu số 5, recently test. Câu này không có dấu hiệu về thì đúng không? Recently thì là chia hiện tại thôi. Các cái bài kiểm tra thì được tiến hành với những giải pháp khác nhau, như vậy đây phải chia bị động rồi. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang bài số 3. Bài số 3 yêu cầu chúng ta chuyển các câu sau từ chủ động sang bị động. Các em sẽ viết ra giấy nháp của các em nhé, trong khoảng 3-4 phút. Sau đó chúng ta sẽ cùng chữa.
Chúng ta cùng chữa bài này. Trong câu số 1, đây là tân ngữ đúng không? Đây là động từ này. Đây là chủ ngữ này. Đúng chưa? Chúng ta sẽ viết theo quy tắc nhân đạo, tân ngữ lên làm chủ ngữ. Sau đó sẽ chia to be theo thì ở trong câu gốc, tức là thì hiện tại, đúng không? Chuyển động từ setup này về dạng phân từ 2. Normally là trạng ngữ. À, con xin lỗi, trạng từ bổ nghĩa cho động từ. Như vậy là nó bổ nghĩa cho động từ nào thì chúng ta cho nó đứng trước động từ đó. Như vậy, nó bổ nghĩa cho động từ setup thì chúng ta sẽ cho nó đứng trước động từ setup. Rồi, chủ ngữ sẽ chuyển thành tân ngữ sau by này. Cái phần còn lại via GSC đây, chúng ta có thể thêm vào đây. Rồi xong. Câu số 2 đây là chủ ngữ nhé. Đây là động từ chia thì hiện tại hoàn thành đúng không? Đây là tân ngữ. Còn phần cuối cùng này là trạng ngữ chỉ mục đích đúng không? Chúng ta sẽ để sau. Chúng ta cứ xem ba cái thành tố chính trong câu, chúng ta sắp xếp lại trật tự đã. Đầu tiên này. To be chia theo thì của thì trong câu gốc, tức là chia to be theo hiện tại hoàn thành là has been, đúng chưa? Duck up chuyển sang dạng phân từ 2. Tiếp, chủ ngữ chuyển thành tân ngữ sau by. Cái phần còn lại chúng ta viết xuống. Câu số 3. Đây là chủ ngữ này. Động từ đang chia thì quá khứ đơn này. Tất cả phần còn lại là tân ngữ đúng không? Trong đó có cái last month này là trạng ngữ chỉ thời gian. Chúng ta sẽ chia lại. À, cô xin lỗi, cái near này là trạng ngữ chỉ nơi chốn này, chúng ta chưa kể đến vào đây. Ở đây trạng ngữ chỉ thời gian, chúng ta cũng không tính đến. To be chia theo thì ở trong câu gốc là thì quá khứ đơn. To be chia quá khứ đơn mà chủ ngữ đây là số nhiều đúng không? Exchanges đây số nhiều đây, à, were. Động từ place này chuyển thành dạng phân từ 2 của nó vẫn là placed đúng không? Chủ ngữ chuyển thành tân ngữ sau by. Em thưa cô. Rồi. Câu 2 từ duck ấy ạ. Em nghĩ là phân tử nó là duck nhưng gì có... Cô viết nhầm à? Phân tử của nó là vẫn là duck chứ ạ. Ờ, để cô xem lại nhé. Ờ, đúng rồi, bởi vì là cái động từ gốc của nó là dick. Sorry. Cái động từ gốc của nó là cái động là động từ dig là đào. Thì chúng ta có thì động từ quá khứ, phân từ quá khứ của nó là dug. Tra lại cho nó chuẩn xác.
Xem đâu nhỉ? Past tense, ok. Phân từ 2, phân từ quá khứ của động từ đích đây rồi. Để xem nó có cái dạng như vừa nãy không nhá. Máy tính không thể báo lỗi. Tức là không có cái từ này đúng không? No exact match. Ok. Cảm ơn em. Ta xong câu 3 nhá. Chúng ta sẽ đổi cái phần tân ngữ này lên làm chủ ngữ này. Two new exchanges lên làm chủ ngữ này. Place chuyển thành word placed. Trạng ngữ chỉ nơi trốn và chỉ thời gian. Chỉ nơi trốn chúng ta đặt vào đây. Sau đó đến trạng ngữ chỉ thời gian rồi cuối cùng là by. Câu số 4 chủ ngữ này. Động từ này. Tân ngữ này. Viết lại nhé. The call. Đây là đang chia thì hiện tại đơn. To be chia hiện tại đơn. Đi với chủ ngữ số ít. Is. Switched to. By. Được không? Câu cuối cùng. Chủ ngữ đây. Động từ đây. Tất cả còn lại là tân ngữ đúng không? Như vậy chúng ta sẽ lôi cả cái cụm tân ngữ rất là dài này lên. Lôi cụm tân ngữ này lên này. Sau đó chia động từ to be theo thì hiện tại đơn. Ô xin lỗi, theo thì hiện tại hoàn thành. Side up to chúng ta chia dạng phân từ quá khứ nó vẫn là side up to. Đúng không? By và lôi cả cái cụm chủ ngữ dài này xuống. Rồi, có ai có ý kiến gì không em? Rồi chúng ta sang nội dung khác nhé. Phần sentence building này chúng ta có thể bỏ qua được. Bởi vì là nó cũng không có trong phần đề thi đâu. Chúng ta sang bài dịch này. Bài dịch là bài quan trọng. Em đọc qua văn bản đi, sau đó chúng ta sẽ cùng thảo luận và dịch.
Rồi chúng ta bắt đầu dịch cùng nhau nhé. Trong dịch thuật thì kể cả Anh hay là Việt thì cái việc phân tách cái thành phần câu một cách chuẩn xác nó rất là quan trọng. Thì chúng ta thấy trong câu đầu tiên này. Đây là chủ ngữ đúng chưa? Đây là động từ này. Trạng ngữ chỉ thời gian này. Đưa vào một mệnh đề quan hệ này. Được chưa? Trong cái mệnh đề phụ thứ hai thì up to nó là chủ ngữ này. Đây là động từ này. Thì trong cái câu này nó có một cái chủ ngữ chính rất là dài. The rise of mobile payment technology nó rất là dài. Vậy chúng ta sẽ dịch thế nào? Thì chúng ta trong ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt thì chúng ta sẽ nó ngược nhau đúng không? Như vậy muốn dịch từ Anh sang Việt thì chúng ta sẽ dịch ngược lại. Từ phải sang trái. The rise of thì chúng ta vẫn dịch dịch theo nghĩa của từ đó là sự ra đời của đúng không, hoặc là sự phát triển của, sự gia tăng của, vân vân. Mobile payment technology thì các em sẽ dịch technology trước đúng không, sau đó các em sẽ dịch đến từ payment và cuối cùng là các em sẽ dịch đến từ mobile. Nếu mà dịch như vậy thật sự là cái màu này nó khó nhìn lắm. Nếu dịch như vậy thì cái từ này chúng ta dịch là công nghệ thanh toán qua điện thoại di động đúng không, rất hợp lý nha, rất là có lý. Sự ra đời của công nghệ thanh toán trên điện thoại di động. Tiếp này, đã thực sự bắt đầu, đây là thì quá khứ, chúng ta phải chia động từ về quá khứ là đã thực sự bắt đầu vào năm 2014 khi mà Apple Pay đúng không tấn công thị trường hoặc là ra mắt thị trường đó. Dịch từng câu từng chữ một chuẩn xác như vậy, dịch chuẩn xác đến từng câu từng chữ từng thì một tiếp nhá. Nhưng mà cái quan trọng nhất khi mà dịch từ Anh sang Việt ấy, đó là cái văn bản sau khi dịch của chúng ta nó phải đảm bảo cái tính thuần Việt, tức là người Việt mình đọc người ta sẽ không cảm thấy bị lợn cợn, bị trúc trắc đúng không, cảm thấy không cảm thấy đây là một cái bản nó bị tây quá, mà người ta làm sao mà chúng ta phải phải gây cho người ta cái cảm giác là ô cái văn bản này hình như là do người Việt Nam viết thì phải đúng không, bởi vì là chúng ta đang phục vụ cho người Việt chứ không phải là chúng ta dịch một cái văn bản ra người ta đọc người ta thấy là ô sao chẳng lọt tai đúng không, nghe nghe nó không thuận, nghe nó trúc trắc quá, thì đấy là cái văn bản mà nó bị fail rồi, nó không đạt được cái mục đích, cái thông điệp của nó. Tiếp nhé. At chủ ngữ này, đây lại có một cái cụm tân ngữ rất là dài đúng không? The only major mobile wallet thì ta vẫn theo quy tắc thôi, dịch ngược wallet dịch trước, sau đó là đến mobile đúng không? Sau đó là đến major. Tại thời điểm đó, đây là chiếc ví di động lớn duy nhất out there. There là một đại từ đúng chưa? Đại từ chức năng của nó là thay thế. Vậy chúng ta phải xem là nó thay thế cho cái gì? Refer lên câu trên. Chắc chắn nó phải thay thế cho một cái từ nào đó trong câu trên. Thì refer lên câu trên thì chúng ta sẽ thấy là nó đang thay thế cho cái từ là the market. Vậy chúng ta sẽ không thể nói là ở đó được. Đúng không? Dù là cái nghĩa cái there này nó là ở đó đấy, ở đây, ở đó, ở kia đấy, nhưng mà chúng ta không thể dịch như thế người cho người Việt mình đọc được. Nhưng chúng ta sẽ phải dịch là tại thời điểm đó thì đây là chiếc ví di động lớn duy nhất có mặt trên thị trường. Đúng không em? Chúng ta phải dịch nó thẳng nghĩa ra như vậy. Dù là trong cái từ văn bản gốc nó là there, nhưng mà chúng ta phải biết là nó refer cho cái từ the market này và chúng ta sẽ dịch thẳng nghĩa của nó, cái there này là the market ra. Sang câu tiếp theo. But in the last 2 years, chia tách thành phần câu ra, đây là lúc mà đây là lần đầu tiên các em tiếp cận với văn bản dịch từ Anh sang Việt thì cô sẽ tách ra như này, nhưng mà từ những lần sau khi mà các em đã thành thạo hơn thì chúng ta sẽ bỏ qua cái thao tác này đi. Đây là động từ này. Đúng không?
In the last 2 years, chúng ta dịch là trong 2 năm trở lại đây, đúng không? In the last, in the past thì là dấu hiệu của thì hoàn thành đấy. Ở đây các em thấy là họ đang chia ở thì hoàn thành đây. Trong 2 năm trở lại đây, mobile wallet thì ngay cả cái cụm danh từ ngắn có 2 chữ thôi chúng ta cũng sẽ vẫn dịch từ phải sang trái, ví di động. Trong 2 năm trở lại đây, ví di động. Là thì hiện tại hoàn thành này chúng ta sẽ dịch là, em nhớ cách dùng của thì hoàn thành là bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại, đúng không? Bắt đầu trong quá khứ, ảnh hưởng đến hiện tại. Thì cái từ này chúng ta dịch là đã và đang, đúng không em? Thì hiện tại hoàn thành chúng ta sẽ dịch là đã và đang. Nó sẽ phản ánh rất là rõ cái thì hoàn thành. Trong 2 năm trở lại đây, ví di động đã và đang tràn ngập, flood, nghĩa gốc của nó là ngập lụt, đúng chưa? Tràn ngập thị trường này, với những cái offering, đề xuất, đúng không? Với những cái đề xuất hoặc những cái đề nghị đấy. Hoặc là đây chúng ta có thể dịch sát hơn là với những lựa chọn như là such as, ví dụ như là đấy, như là Samsung Pay, Chase Pay, Android Pay, Microsoft Wallet, vân vân. Chúng ta liệt kê những cái này ra, nghe chúng ta tên riêng chúng ta để nguyên không dịch nhá, đừng ai dịch những cái này ra. Nếu như các em có thắc mắc các em hỏi luôn nha, ý kiến luôn, biết đâu cô lại có chỗ nào mà sai sót hoặc gì các em cũng nói luôn nhá. Tiếp này. Each of these, chủ ngữ, offers, động từ đây. Unique benefits, đây, tân ngữ đúng không? To the user. Nối với nhau, hai mệnh đề nối với nhau bằng and. Động từ câu thứ hai, encourage customers to form này. Shopping habit, kể cả một danh từ ngắn, chúng ta cũng dịch ngược, đúng chưa? Each of these, như vậy cái these này nó là đại từ, nó thay thế cho cái gì? Thì lại phải refer lên câu trên. Thì chúng ta sẽ thấy nó đang thay thế cho cái từ offering này đây, đúng không? Mỗi một cái lựa chọn này, mỗi một cái đề xuất này, mỗi một cái đề nghị này vân vân, đúng không? Chúng ta sẽ dựa theo cái từ mà chúng ta vừa dùng câu trên, mỗi một cái lựa chọn này offers, đem đến, đúng không? Đưa ra cái unique benefits, unique nó là tính từ, benefits là danh từ, tính từ đứng trước danh từ, đúng chưa? Nhưng mà chúng ta vẫn dịch phải sang trái, đem đến cái gì? Những cái hiệu quả độc đáo, những cái lợi ích độc đáo, đúng không? Đem đến những lợi ích độc đáo cho người dùng và khuyến khích khách hàng hình thành thói quen mua sắm xung quanh họ. Được chưa em? Mỗi một đề xuất này đem đến những cái lợi ích độc đáo cho người dùng và khuyến khích khách hàng hình thành những thói quen mua sắm xung quanh họ. Bài này thì cô hướng dẫn các em, nhưng mà đến bài sau thì các em sẽ tự làm để nộp nhé. Cho nên các em theo dõi thật là sát mà. And so far they seem to be succeeding. And so far, đúng không? Câu này không có gì khó. Và cho đến nay họ dường như là đang thành công. Đây chúng ta vẫn dịch theo cái thì tiếp diễn ở đây, dường như là đang thành công. And so far, cho đến nay. Tiếp này, BI Intelligence, Business Insider Premium Research Service. Thì những cái cụm tên riêng này chúng ta đừng bao giờ dịch này. BI Intelligence là cái gì? Ở đây phân tách thành tố câu đã. Đây là chủ ngữ này, động từ này, đưa vào mệnh đề quan hệ này, mobile payment volume này, chủ ngữ ở mệnh đề thứ phụ, động từ ở mệnh đề phụ, tân ngữ ở mệnh đề phụ, được chưa? Thì đây có một cái cụm rất là dài, dịch ngược thôi, cứ thấy cụm nào dài dài này, cụm danh từ dài này dịch ngược. Đây, mobile payment volume, đúng không? Cũng dịch ngược luôn.
BI intelligence là à cái này cũng phải tính là trong cái cụm danh từ này chứ. Đây cả một cụm danh từ nó rất là dài. BI intelligence dịch vụ nghiên cứu cao cấp của Business Insider. Được không em? Cái sở hữu cách này chúng ta dịch là của chứ gì? Dịch vụ nghiên cứu cấp cao hoặc là cao cấp được của Business Insider. Rồi. Tìm thấy rằng hoặc là phát hiện ra rằng, được không? Mobile payment volume dịch ngược này, khối lượng thanh toán qua điện thoại di động. Được xem khối lượng thanh toán qua điện thoại di động sẽ đạt đến 75 tỷ đô la vào năm nay. Được chưa? Tiếp. Thanh su là đưa vào một cái danh từ này. Rồi. Cả cái cụm này chúng ta dịch ngược nhá. Cái số liệu này, that figure, số liệu này đúng không? Should swell to sẽ swell, chúng ta biết là cái nghĩa gốc của nó là sưng lên, phồng lên đúng không? Tức là vết thương nó bị sưng, phồng lên. Thì đây chúng ta sẽ dịch nó theo cái nghĩa bóng là sẽ tăng lên. Cái số liệu này, cái con số này sẽ tăng lên đến 503 tỷ đô la vào năm 2020 đúng không? Thanks to là nhờ có. Thanks to nó là cái từ nó đưa ra một cái lý do, dẫn vào một cái lý do nhưng mà nó rất là tích cực. Nhờ có cái gì đó thì chúng ta dịch là thanks to. Nếu mà cái nghĩa nó bằng với cả because of ấy. Nhưng mà because of thì nó mang cái nghĩa trung tính hơn, nó thanks to thì nó mang theo cái nghĩa tích cực. Nhờ có cái dự gì? Advancements, những cái sự tiến bộ trong, nhờ có sự tiến bộ trong này, công nghệ thanh toán qua điện thoại di động. Đúng chưa? Tiếp nhá. Đây chủ ngữ đây. Động từ. Một tỷ lệ nhỏ. Các em thấy là ngay cả những cái từ rất là nhỏ nhưng ngắm như này thôi mà chúng ta cũng dịch ngược. Nó rất là dễ. Một tỷ lệ phần trăm nhỏ. Người tiêu dùng đúng không? Là người dân. Have used. Dịch là đã và đang đúng không? Sử dụng. Đã và đang sử dụng cái gì? Thanh toán qua điện thoại di động. Đúng chưa? Ngay cả một từ rất nhỏ chúng ta cũng dịch ngược. Một tỷ lệ phần trăm nhỏ người tiêu dùng hoặc là một tỷ lệ phần trăm nhỏ người dân đã và đang sử dụng thanh toán, hình thức thanh toán qua điện thoại di động. Cuối cùng này. Trạng ngữ chỉ thời gian này. Chủ ngữ này. Động từ này. Đưa vào mệnh đề phụ, đáng ra đây có that nhưng mà không có that được. Chủ ngữ động từ nhá. Payment terminal chúng ta cũng dịch ngược. Vào cuối năm 2013, chỉ có 6% US adults dịch ngược là người trưởng thành ở Mỹ, đúng không? Chỉ có 6% người trưởng thành ở Mỹ hoặc là người Mỹ trưởng thành cũng được nói rằng hoặc là cho biết rằng họ đã thực hiện, đây không phải là đã và đang nhé, đây là thì quá khứ đây này, chúng ta dịch là đã thôi, đã thực hiện thanh toán trong một cửa hàng bằng việc quét đúng không, hoặc là chạm trên điện thoại thông minh của họ tại quầy thanh toán, dịch ngược quầy thanh toán hoặc là điểm thanh toán. Con nói lại này, vào cuối năm 2013 chỉ 6% người trưởng thành ở Mỹ
nói rằng hoặc là cho biết rằng họ đã thực hiện giao dịch thanh toán tại một cửa hàng bằng cách quét hoặc là chạm trên điện thoại di trên điện thoại thông minh của họ tại điểm thanh toán. Chưa? Chủ ngữ. Câu này đơn giản quá. Cái tỷ lệ phần trăm này sẽ tăng lên đến, đúng không? Will go up to sẽ tăng lên đến 8% vào năm nay. Được chưa em? Cô sẽ chụp lại màn hình cái phần này nhé. Tô xanh, tô đỏ này nhìn cho nó hấp dẫn. Gửi lại cho các em để các bạn nghiên cứu. Đây mới chỉ là bài dịch Anh Việt thôi. Sau đó chúng ta sẽ còn bài dịch Việt Anh. Có ai có ý kiến gì không em? Có ai có ý kiến hay câu hỏi gì thì các em cứ mạnh dạn nhé. Về nhà các em dịch một cái bài này nhé, để luyện tập. Dịch xong các em có thể post lên các người trên phần nhóm chat chung của cả lớp để chúng ta cùng chia sẻ tham khảo bản dịch của nhau. Các em chú ý là khi mà dịch một bản từ Anh sang Việt ấy, cái tiêu chí đầu tiên đó là phải, cái văn bản đó phải thuần Việt. Đôi khi mà vì là để đảm bảo cái yếu tố thuần Việt mà chúng ta phải dịch bay nghĩa hơn một chút, đúng không? Nhưng mà không phải là bay quá, bay xa quá, đúng không? Tách rời cái văn bản gốc quá thì là chúng ta sẽ thành rơi cái tình trạng là không tôn trọng tác giả. Nhưng mà ý cô muốn nói là chúng ta ví dụ như là những cái đại từ ấy, tức là chúng ta khi chúng ta dịch cũng đã gọi là thoát nghĩa rồi, đúng không? Chúng ta dịch nó phải thoát nghĩa ra. Thì các em luyện tập cái bài dịch số 1 này nhá. Sau đó thì các em có thể post lên cái phần nhóm lớp này, hay là chúng ta luyện tập luôn đi, không cần phải để về nhà đâu. Làm luôn nhá, sau đó cô sẽ chữa. Làm luôn cái bản dịch này, các em cần bao nhiêu thời gian? 10 phút không? Các bạn cần bao nhiêu thời gian để dịch cái văn bản nhỏ này? Chú ý là không có dùng Google Translate để tra từ nhá. Để cô xin lỗi, để dịch cả cụm này nhá, dịch cả văn bản nhá. Chúng ta sẽ có thể các em sẽ gặp một số từ mới, một hai từ lốm đốm thì chúng ta sẽ tra ở trong điện thoại hoặc là từ điển, ví dụ như là features là gì không biết thì tra, đúng không? Capable không biết thì tra, nhưng mà hoặc là equipped giả sử như vậy, nhưng mà đừng có tra cả, đưa cả cái văn bản này vào Google để lấy kết quả thì chúng ta sẽ không học được kỹ năng. Câu hỏi lại là chúng ta cần bao nhiêu thời gian để dịch bản dịch này nào? Không ai nói à? 10 phút cô ạ. Ok, vậy thì sẽ dịch đến 5 giờ 10 nhá. Sau đó cô sẽ chữa.
Đà Lạt mình đi tiên đây. Chúng ta cùng chữa bài các em nhé. Mà chỉ nhìn em khóc. Khi mà những chiếc điện thoại di động đầu tiên được ra mắt, đúng không? Thì cái chức năng duy nhất của chúng đó là thực hiện và nhận cuộc gọi, make and receive calls, thực hiện và nhận cuộc gọi. Và chúng cồng kềnh đến mức mà so bulky that, đúng không? Cồng kềnh đến mức mà không thể mang theo trong túi. Tiếp nhé, câu số 2. Sau đó, những chiếc điện thoại thuộc cái gì đây? System dịch trước này. Từ network trước của. Nhưng mà nó đối với nhau bởi chữ for em. Là cái ở cuối cái cụm này nó vẫn còn từ network ấy. Cô biết rồi đây nhá, cô sẽ đưa ra phương án dịch của cô nhá. Thật ra các cái phương án dịch ấy chỉ là để tham khảo thôi, không có cái bản dịch đúng duy nhất. Còn giống như trong tiếng Việt mình không thích dùng từ này thì mình dùng từ khác đồng nghĩa, đúng không? Nó không có cái bản dịch đúng duy nhất mà chỉ có bản dịch nào hay hơn bản dịch nào thôi. Này, sau đó những chiếc điện thoại di động thuộc về hệ thống toàn cầu dành cho mạng viễn thông di động. Nghe hợp lý không? Nghe có lý không? Nếu mà em dịch network trước cả cái cụm này, em dịch từ network ngược trở lên đến global thì em sẽ dịch thế nào? Em lại dịch là tức là những cái điện thoại di động thuộc mạng lưới của hệ thống thông tin di động toàn cầu ấy. Của mạng lưới thông tin di động. Mạng lưới của hệ thống thông tin di động toàn cầu. Ừ, thật ra dịch như thế cũng không sai đúng không? Nhưng mà mình dịch tách cái chữ for này ra thì nó sẽ sát với văn bản hơn thôi. Còn em dịch như thế cũng chẳng sao cả. Thì em, dịch của em thì nó bỏ một cái từ system này. Những chiếc điện thoại di động thuộc về này, hệ thống toàn cầu dành cho mạng viễn thông di động cũng được. Có thể gửi và nhận tin nhắn văn bản, đúng chưa? Tiếp nhá. Câu số 3. Khi mà những cái thiết bị này phát triển, đúng không? Evolve này các bạn đều dịch là phát triển chứ không ai dịch là tiến hóa, đúng không? Dù là từ nghĩa gốc của nó là tiến hóa đấy. Phát triển thì chúng trở nên nhỏ gọn hơn và nếu mà chúng ta dịch cái này theo đúng cái văn bản chúng ta dịch là nhiều tính năng được thêm vào, đúng không? Nhưng mà các em có để ý là trong tiếng Việt mình người ta sẽ rất ít khi dùng câu bị động mà người ta sẽ dùng câu chủ động nhiều hơn. Cô lấy ví dụ nhé, khi mà chúng ta nói là nhiều tính năng được thêm vào chiếc điện thoại này. Và cách thứ hai, chiếc điện thoại này được thêm vào nhiều tính năng. Thì người ta sẽ ưa thích nghe cái câu số 2 hơn, đúng không? Như vậy chúng ta cũng, đây là câu bị động, nhưng mà chúng ta sẽ dịch nó sang chủ động đi. Chúng trở nên nhỏ gọn hơn và được thêm vào nhiều tính năng hơn. Được chưa em?
chúng trở nên nhỏ gọn hơn và được thêm vào nhiều tính năng hơn. Ví dụ như là dịch vụ, nhắn tin, đa phương tiện, đúng chưa? Chúng ta vẫn phải mở ngoặc là MMS nhé. Dịch vụ, nhắn tin, đa phương tiện, hoặc là dịch vụ tin nhắn đa phương tiện thì chuẩn hơn. Dịch vụ tin nhắn đa phương tiện cho phép người dùng gửi và nhận hình ảnh. Hầu hết những thiết bị mà tích hợp, đúng không? MMS, chúng ta có thể dùng cái từ tích hợp để thay cái từ capable này cũng được. Hoặc là chúng ta dịch là hầu hết tất cả những cái thiết bị mà được tích hợp tin nhắn đa phương tiện, dịch hẳn cái nghĩa của từ MMS này ra, thì đều được trang bị camera cho phép người dùng chụp ảnh, thêm ghi chú và gửi chúng cho bạn bè và người thân. Những người này, đúng không? Who chúng ta dịch là những người này cũng sử dụng những chiếc điện thoại mà tương thích hoặc là có tích hợp tin nhắn đa phương tiện. Một chiếc điện thoại di động với những cái tính năng nâng cao tương tự như là một chiếc máy tính thì được gọi là điện thoại thông minh, trong khi mà những cái chiếc điện thoại phổ thông thì được biết đến là một cái feature phone. Các em đã tra cái từ feature phone này là cái gì chưa? Feature phone này nó là những cái chiếc điện thoại đời đầu ấy. Để xem mà các bạn dịch thế nào. Không phải, chiếc điện thoại có nét đặc biệt này là không đúng rồi. Trong khi một chiếc điện thoại thông thường được biết đến là một chiếc điện thoại phổ thông. Thông thường, phổ thông, cả hai cái từ này em dịch như thế người ta không thể hiểu được. Bây giờ nhá, muốn biết là cái feature phone nó là cái gì, đúng không? Nhiều khi mình gặp những thuật ngữ mà mình không biết được. Cha, feature phone. Thì đây nó là những cái feature phone đây. Đó là những cái chiếc điện thoại. Chúng ta biết hình ảnh thế này rồi này. Giờ chúng ta tìm tên gọi cho nó nhá. Đây. Official phone is a type of class of mobile phone that retains the form factor of earlier generations of mobile telephones. Đây, cái từ quan trọng của nó là earlier generations of mobile telephone, đúng chưa? Tức là cái chiếc điện thoại đời đầu, thế hệ đầu, đúng không? Đời đầu, thế hệ đầu. Đó. Nhiều khi gặp những cái thuật ngữ chúng ta không thể bịa ra được, chúng ta phải lên mạng tra hình ảnh này, tra xem là định nghĩa của nó là cái gì để chúng ta mới dịch được sang tiếng Việt chứ. Trong khi một chiếc điện thoại phổ thông, đây, regular mobile phone, thì được biết đến là một chiếc điện thoại thế hệ đầu hoặc là đời đầu. Từ feature phone này chúng ta dịch như vậy cũng được, nó sát với nghĩa, với định nghĩa của nó là earlier generations. Các bạn có ý kiến gì không? Cô nhắc lại là sẽ không có một văn bản nào mà đúng là đáp án đúng chính xác duy nhất nhé. Các em hoàn toàn có thể có những bản dịch mà hay hơn cô, đúng không? Đây chỉ là những đáp án bản dịch gợi ý, tham khảo, cách dịch tham khảo. Chỉ có bản dịch nào hay hơn bản dịch nào, chứ không có bản dịch đúng duy nhất. Và chỉ có bản dịch sai, sai thì có, đúng không? Dịch sai thì đương nhiên là có rồi. Nếu như không ai có ý kiến gì thì chúng ta kết thúc ở đây nhé. Buổi học hôm nay kết thúc ở đây. Hẹn gặp các em tuần sau. Chào tất cả các em. Em chào cô. Chào cô. Em chào cô. Chào tất cả các em.